đáp luôn đi các bạn. Ok ha, thầy đầu nha. Rồi tụi con đi giai tuyến thôi. Quý vị và các bạn, quý vị có biết Hà đang có mặt tại đâu không ạ? Hà đang có mặt tại nhà hát Hòa Bình số 240 đường 3 tháng 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì Hà xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đột nhập vào hậu trường của chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 30 để chúng ta sẽ cùng tìm những ekip thực hiện nên chương trình để chúng ta xem thử những vị ban tổ chức của chúng ta, ekip của chúng ta đã chuẩn bị chương trình như thế nào cho ngày mai. Và thật sự là không khí ngày hôm nay thì đang rất là nóng. Bởi vì Hà được trước đó Hà đã được xem các anh chị đã tập luyện hăng say như thế nào. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với lại biên đạo múa và những vũ đoàn với quý vị nhé. Xin chào các anh chị. Lần đầu tiên thì mọi người chắc là gửi một lời chào nào đó thân mật đến những khán giả của chúng ta trong chương trình Duyên dáng Việt Nam quý vị nhé. Xin cảm ơn các anh chị. Câu hỏi đầu tiên thì không biết là Mai Thánh Hà xin được dành câu hỏi đầu tiên cho anh, xin được mời anh. Dạ. Anh có thể gửi lời chào đến với lại khán giả của Duyên dáng Việt Nam được không ạ? Xin chào tất cả quý vị khán giả duyên dáng đến với Duyên dáng Việt Nam. Tôi là biên đạo lần đầu tiên cộng tác với Duyên dáng Việt Nam. Những ngày cái lúc mới nhận lời ấy thì là có một chút hồi hộp và một chút lo lắng, nhưng mà sau một số ngày làm việc thì là cũng yên tâm và bắt đầu hứng thú với một cái ekip làm việc chuyên nghiệp, với một cái kịch bản hay, tức là nói về cà phê nhưng mà gắn với bốn mùa, tôi rất thích, và với một đạo diễn rất tâm huyết, tài năng phân bố công việc cho
các cái bộ phận thực hiện một cách hợp lý và hiệu quả. Và đặc biệt là tôi rất xúc động khi được làm việc với các em diễn viên múa nơi mà tôi trực tiếp làm việc trong cái chương trình này, thì các em làm việc không kể ngày đêm, rất nhiệt tình, rất tích cực, đầy sáng tạo, đầy nhiệt huyết và cũng đầy đam mê. Chương trình nhất định sẽ thành công. Xin cảm ơn ạ. Dạ, em xin được cảm ơn thầy Vĩnh Hiển. Và không biết là thầy có thể chia sẻ thêm về cái sự chuẩn bị của những ngày trước và ngày hôm nay đã như thế nào đến ngay giờ phút cận kề của tiết mục ngày mai rồi? Lúc đầu như tôi nói thì là có một chút lo lắng vì là cái lịch làm việc ấy, với lại cái lực lượng diễn viên ấy, thì là cái thời gian làm việc thì tôi thấy các bạn là quá nhiều cái công việc, coi như là rất là áp lực, rất căng thẳng và cũng đầy lo lắng luôn ấy. Nhưng mà sau mà qua cái quá trình làm việc thì hôm nay đã bắt đầu thấy yên tâm. Thầy thấy lo lắng ở chuyện gì trong khi các anh chị đều là những người rất chuyên nghiệp, tại sao khi đến với Duyên dáng Việt Nam thì lại lo lắng? Là vì cái thời gian nó tương đối gấp mà cái công việc của các diễn viên thì nó nhiều, nó chồng chất lên nhau. Và không biết là mọi người đã ăn chiều chưa ạ? Chưa. Thấy mọi người chưa đến chiều, nhưng mà vì những cái công việc mà mình đam mê thì thấy mặt khuôn mặt của ai khi giờ phút tập luyện xong cũng rất là không có mệt mỏi, đúng không anh? Có mệt không anh? Thật ra là rất là mệt, nhưng mà được làm việc cho Duyên dáng Việt Nam 30 lần này thì thật sự rất là vui, nên là dù có mệt nhưng mà thật ra là không có vẫn rất là vui. Giới trẻ hiện nay thì đang dùng ba cặp tính từ, thì chắc là Thôi Yên Hà xin được gửi đến cho một anh chị nào trẻ tuổi hơn tí để cho Duyên dáng Việt Nam 30 lần này với chủ đề bốn mùa và em, và rất là nhiều lần đầu tiên, thì mọi người sẽ dùng ba từ cặp tính từ nào? Chắc là xin mời anh, chắc là mình làm đột xuất đi. Đó là hoành tráng, công phu và chuyên nghiệp. Nhưng mà nó vẫn hơi bị chung chung á anh, tại vì cái vấn đề là Duyên dáng Việt Nam lần thứ 30 này của năm đầu năm 2019 rất là nhiều điều đầu tiên, thì ba điều đó là chắc là quý vị khán giả cũng đã rất là đồng ý với lại anh trong rất là nhiều số trước, và lần này thì Hà mong muốn là có một cái cặp tính từ nào nó hơi khác biệt, đặc biệt hơn một tí. Anh nghĩ sao? Nó sẽ có một cái sự mới lạ hơn, có sự đột phá hơn và bất ngờ hơn, nhiều cái bất ngờ hơn nữa cho tất cả quý vị. Xin chào mọi người, em là Ryan Huỳnh và em đến từ Vũ đoàn Đời Xanh. Xin cảm ơn mọi người. Xin được cảm ơn anh. Và anh có thể chia sẻ thêm với lại quý vị khán giả của fanpage Duyên dáng Việt Nam biết thêm về sự chuẩn bị cho Duyên dáng Việt Nam lần thứ 30 này được không ạ? Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình bây giờ. Tôi tên là Tạ Hưng và tôi cũng là biên đạo múa trong chương trình. Tôi rất là vinh dự được mời đạo diễn Bưng Hùng cùng ban tổ chức mời để tham gia cùng ekip làm việc cùng trong chương trình Duyên dáng Việt Nam kỷ niệm 30 năm lần này. Đây là một cái chương trình mà tôi rất là thích, rất là thích từ khi còn nhỏ. Và lần này có một cơ hội rất là đặc biệt và rất là vinh dự để được cùng tham gia trong ekip để làm một chương trình ấn tượng và hay đến như vậy. Thì cái cảm xúc của tôi về cái chương trình này là một chương trình thực sự là không dễ, nhưng mà với những sự quyết tâm nỗ lực của đạo diễn, của ban tổ chức cùng toàn thể tất cả các anh chị em ekip, từ ca sĩ, diễn viên múa rồi những người làm hậu đài, thì thực sự là hôm qua tôi cũng rất là lo lắng, nhưng mà đến chiều nay thì cũng thấy đỡ hơn. Và hy vọng là tối nay sẽ là buổi phúc khảo và ngày mai sẽ là một buổi biểu diễn chính thức. Thì rất là mong và kính chúc là chương trình sẽ là một chương trình thật là đẹp, và kính chúc khán giả sẽ có một kỷ niệm đẹp và đọng mãi trong cái hành trình Duyên dáng Việt Nam nhiều năm sau nữa. Vâng, xin được cảm ơn anh Tạ Hưng. Một câu hỏi nữa xin được gửi đến anh, đó chính là trong cái thời gian tập luyện thì anh và các anh chị đã gặp những cái khó khăn, thử thách nào không ạ?
Thực ra thì nếu mà gọi là khó khăn thì rất nhiều khó khăn ạ. Bởi vì như các bạn biết là biên đạo múa và các bạn diễn viên múa khi mà tập một tiết mục múa mới mà đặc biệt là có đạo cụ thì cái phần đạo cụ nó rất là quan trọng. Thì tại vì cái chương trình lần này nó khá là diễn ra khá là nhanh và khá là gấp, thì cái khâu đạo cụ cũng chưa, các bên đạo cụ thì họ vẫn chưa kịp để chuẩn bị. Thành ra là diễn viên vẫn phải tưởng tượng để mà có những cái giả vờ mình đang cầm cái đạo cụ đấy trên tay để mà múa tập rồi tạo hình với những cái đạo cụ đấy. Rồi về phần âm nhạc cũng vậy, âm nhạc lần này quý vị sẽ thấy một sự bất ngờ, bởi vì là toàn những bài hát gần như là sử dụng những bài hát đã quen thuộc rồi nhưng mà phối rất là hay. Chính vì vậy thì cái âm nhạc cũng khá là mất thời gian, thành ra là đưa đến cho bọn tôi để bọn tôi dựng chương trình cũng khá là gấp đấy. Nhưng mà đấy là những khó khăn, mà rồi về thời gian nữa, nó rất là nhiều thứ. Vâng, xin được cảm ơn anh. Chắc là Hà xin được đặt một câu hỏi đến vâng. Một câu hỏi gửi đến anh là: anh cảm thấy Duyên dáng Việt Nam lần thứ 30 này có sự khác biệt gì so với những chương trình khác? Xin chào mọi người, mình là Thành và mình đến từ Vũ đoàn The Sun. Theo mà đây là lần đầu tiên Vũ đoàn The Sun được tham gia Duyên dáng Việt Nam lần thứ 30, thì tâm trí của Thành là rất là tự hào và rất là vui khi mà được góp mặt, góp một phần sức của mình vào chương trình này. Và Thành thấy là chương trình Duyên dáng kỳ này của mình có sự khác biệt, đó là quá đẹp. Thật sự là quá đẹp và rất là hoành tráng. Và Thành xin chúc cho chương trình cũng như khán giả sẽ được một đêm tận hưởng chương trình Duyên dáng Việt Nam 30 thật là vui vẻ, và chương trình sẽ thành công. Xin được cảm ơn anh. Nãy giờ thì chúng ta cũng chỉ mới gặp những gương mặt, những vũ công nam thôi phải không ạ? Chắc là Hà sẽ tìm một vũ công nữ để xem thử. Xin được chị có thể lần đầu tiên chị có thể gửi lời chào đến với các khán giả của Duyên dáng Việt Nam được không ạ? Kính chào quý vị khán giả và tất cả mọi người. Mình tên là Lan Hương, mình đến từ Vũ đoàn The Sun luôn. Hiện tại thì mình tham gia, đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình Duyên dáng Việt Nam. Cái cảm xúc của mình là rất là thật là tự hào vì mình đã góp phần được một phần công sức nhỏ bé của mình đến cho sự thành công của chương trình. Và mình cũng mong rằng là chương trình sẽ mang lại một cái ấn tượng và một cái cảm xúc lắng động trong lòng quý vị khán giả. Kính chúc chương trình và kính chúc đạo diễn, tất cả ekip thực hiện chương trình sẽ hỗ trợ và nỗ lực để làm cho chương trình thật là thành công tốt đẹp. Cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn mọi người. Xin được cảm ơn các anh chị. Và bây giờ thì không làm mất thời gian của mọi người thêm nữa, để mọi người tập trung vào công việc nha. Hà xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng nối tiếp chương trình lát nữa quý vị nhé. Của một quốc gia phụ thuộc vào ba thành tố căn bản: độ lớn của khát vọng, chí hướng của quốc gia, trí huệ, sự minh triết của quốc gia, sự đoàn kết toàn diện của quốc gia. Với khát vọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia dẫn dắt và ảnh hưởng toàn cầu, trong suốt nhiều năm, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã không ngừng trăn trở, nghiên cứu công thức thành công của những nền văn minh, quốc gia, nhân vật thành công hàng đầu thế giới.
Quốc gia khởi nghiệp Israel chỉ với 8 triệu dân, 80% diện tích là hoang mạc, bị bao vây bởi các quốc gia thù nghịch. Thế nhưng họ vẫn sản sinh ra vô số chủ nhân Nobel, khoa học gia lỗi lạc và những nhà chính trị, kỹ nghệ đại tài. Nhật Bản chỉ trong một thời gian ngắn từ hoang tàn của chiến tranh, thiên tai đã vươn lên trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Giấc mơ Mỹ hay khát vọng Đại Hàn cũng là những điều mà hầu hết chúng ta được truyền cảm hứng thông qua những câu chuyện thành công của ông vua dầu lửa John Rockefeller, ông vua ngân hàng J.P. Morgan, cha đẻ dây chuyền lắp ráp xe ô tô Henry Ford và nhà sáng lập, cố chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Ju-jung, cho đến những nhân vật đương đại như chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates. Điều đó đã chứng minh sự hùng mạnh của mỗi quốc gia không phải do tài nguyên thiên nhiên giàu nghèo hay diện tích lớn nhỏ, không phải do quy mô dân số, bề dày lịch sử, chiến tranh, nghèo đói. Sự thành công của mỗi cá nhân không phải do trình độ học vấn cao thấp hay nghịch cảnh, số phận giàu nghèo. Mà điều làm nên sự vĩ đại của mỗi quốc gia, thành công của mỗi cá nhân chính là do có được hệ thức thành công với 5 cấu phần mà khát vọng lớn là điều tiên quyết đầu tiên cần có. Khi và chỉ khi có khát vọng lớn mới có sự vĩ đại, thành công của mỗi cá nhân, quốc gia và dân tộc. Tất cả các công thức đã được đúc kết thông qua tủ sách nền tảng đổi đời với hơn 100 đầu sách trên 12 lĩnh vực then chốt nhất, nhằm trang bị tri thức và sự hiểu biết toàn diện cho thân, tâm, trí, được Trung Nguyên tuyển chọn từ kho tàng tri thức nhân loại, trao gửi đến thế hệ thanh niên Việt với mong muốn thắp sáng khát vọng vĩ đại trên hành trình phát triển đất nước. Ngoài 100 đầu sách của tủ sách nền tảng đổi đời liên thông từ lập thuyết đến thực hành, hợp nhất tinh hoa nhân loại trong 12 lĩnh vực căn bản nhất, bộ sách Khởi nghiệp tâm tập hợp mọi tri thức và kỹ năng cốt lõi để giúp thanh niên khởi nghiệp thành công, làm giàu về vật chất trên con đường đi đến giàu có toàn diện, giàu có về tinh thần, thể chất và vật chất, và đạt được hạnh phúc đích thực. Chính là cái động lực rất lớn để các bạn trẻ nhìn nhận thấy rằng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải làm cái gì cho người Việt Nam.
lần này. Và đặc biệt lần này thì tôi có mời một nhân vật rất mới trong giới showbiz chúng ta, cũng như rất mới trong đội ngũ MC. Thì tôi mời anh lần đầu tiên tham gia dẫn chương trình Duyên Dáng Việt Nam. Nhưng thì tôi cũng cảm ơn Hà vì tôi cũng nói rất là nhiều cái đầu tiên, và những cái đầu tiên đây thì thôi tôi sẽ không nói nữa, và xin để cho những gương mặt đây, những người đầu tiên đến với Duyên Dáng Việt Nam, người ta sẽ có những cảm xúc bày tỏ, vì tôi nghĩ đó tôi cũng nói khá nhiều rồi. Dạ. Xin cảm ơn Hà rất là nhiều, và xin Hà. Mời bạn Huy Nguyễn. Kính thưa quý vị khán giả của Duyên Dáng Việt Nam 30, tiếp lời chia sẻ của tổng đạo diễn Binh Hùng, thì ở đây từ mở ngoặc kép lần đầu tiên chúng tôi được có mặt tại chung chương trình Duyên Dáng Việt Nam lần thứ 30. Phải nói là một cái duyên, và phải nói là phải cảm ơn đến tổng đạo diễn Binh Hùng, người đã đo đi đóng giày và tin tưởng tôi với vai trò làm MC. Thì thực sự vai trò làm MC của tôi cũng khá rất nhiều chương trình của thành phố. Tuy nhiên để vào hóa thân vào vai nhân vật MC này, phải nói là đây là lần đầu tiên. Khi nhận được kịch bản, bản thân tôi cũng rất tâm đắc từ những ý tưởng rất bay bổng, đưa khán giả vào một không gian âm nhạc không chỉ bình thường, mà tất cả các ca sĩ, diễn viên múa và tất cả các ekip của chúng tôi đều phải hóa thân vào nhân vật, trong đó cũng có MC. Phải nói là một chương trình mang tính hấp dẫn, được sự thể hiện tinh tế, được sự giao thoa từ các nghệ sĩ, các diễn viên và ekip làm việc một cách thầm lặng, nghiêm túc, khẩn trương, và hứa hẹn mang đến cho khán giả của chúng ta trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam 30 nhiều điều bất ngờ, thú vị, và để khi ra về quý vị còn phải thổn thức với bốn mùa và em. Xin được cảm ơn tổng đạo diễn Binh Hùng, xin được cảm ơn tất cả các trợ lý của tổng đạo diễn, những người đã mấy ngày nay phải nói là tăng tốc độ để kịp với chương trình vào ngày mai, ngày 5/1/2019 tại Nhà hát Hòa Bình. Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi, và một lần nữa hãy dành những tràng pháo tay thật là lớn để cùng chào đón những người thầm lặng, trợ lý đạo diễn của tổng đạo diễn Binh Hùng, và xin chuyển lời lại cho MC của chúng ta. Xin được cảm ơn anh Huy Nguyễn. Anh ơi, anh đã từng dẫn chuyện những cái chương trình trước nhiều chưa? Phải nói là dẫn chuyện thì anh là người không xuất hiện gương mặt, có nghĩa là mình thâu voi truyền thanh thì nhiều. Yeah. Nhưng lần đầu tiên vào vai một nhân vật thì xuất hiện trên sóng truyền hình, đây là lần đầu tiên. Vậy thì anh có thể chia sẻ với khán giả của Duyên Dáng Việt Nam là lý do gì anh cùng với đạo diễn Minh Hùng nhận lời mời để tham gia một cái vai trò có thể là mới và độc đáo như thế này? Kính thưa quý vị, như tiếp lời của MC, tổng đạo diễn Binh Hùng là phải nói là một con người không phải dùng từ phi thường, nhưng có lẽ đối với anh, cặp mắt của anh sẽ hơi khác thường, bởi vì trong cái nhìn nhận và chăm chút của anh sẽ theo một cái khoảnh khắc nhất định của mỗi tâm khảm của mỗi con người chúng ta. Đối với tôi thì vô tình được gieo duyên với anh khi hai anh em đang trò chuyện và đi ăn với nhau một buổi, thì chụp hình với nhau để selfie thôi, thì cái khoảnh khắc của tôi đã húp hồn anh. Có lẽ anh nói anh đang cần một nhân vật và phần tư trong khoảng lặng mùa đông. Thì và tôi cũng thật là bất ngờ khi một cái câu chuyện về một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của ông, Đêm Đông, một ca khúc mà tôi cũng như biết bao thế hệ khác chúng ta đều yêu thích đến. Và nói đến mùa đông, chúng ta lúc nào cũng nói đến đêm đông, và anh đã chọn tôi vào vai nhân vật Nguyễn Văn Thương. Và khi anh đưa anh một cái kịch bản về nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, có lẽ giữa tâm hồn Nguyễn Văn Thương và anh gần như đồng điệu. Xin lỗi anh Hữu Nguyễn, cho tôi được giấu kín cái câu chuyện của tôi đến giờ rê. Anh làm như là tôi tiếc lắm rồi, anh bật mí cái nhân vật đặc biệt của anh trên sóng như vậy là thôi chết tôi rồi. Ngày mai thì đâu còn những cái điều bất ngờ để anh là khán giả được thưởng lãm với gương mặt của Huy Nguyễn đời thường này, và một cái Huy Nguyễn vào một nhân vật có một nhạc sĩ, một người nghệ sĩ nha, cho tôi xin dừng anh lại. Anh đừng đến những cái tác phẩm ở trong cái chương trình nữa. Thì em xuất hiện trực tiếp trên các sóng chương trình chính thống thì người ta sẽ thấy em một phong cách rất là khác, nhưng mà ngày mai quý vị cứ yên tâm, tôi nói là một chuyện và quý vị phải chiêm nghiệm mới là chuyện thứ hai. Và đặc biệt sau khi chiêm nghiệm thì quý vị thấy bàn tay tài tình của đạo diễn Binh Hùng. Wow, Hà tin chắc là khán giả cũng rất là trông đợi lần đầu tiên xuất hiện trong vai trò người dẫn chuyện mà cả phố, cả hình thể ngoài, chứ không phải còn voi off như trước đây. Vâng, một câu hỏi tiếp theo dành cho giám đốc và âm nhạc anh Thái Huân. Anh Nguyên xin được gửi lời chào đến khán giả của Duyên Dáng Việt Nam ạ. Xin chào khán giả của Duyên Dáng Việt Nam lần thứ 30.
Huân thì được tham gia chương trình Duyên dáng Việt Nam cũng khá nhiều lần với nhiều cái vai trò khác nhau. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình tham gia với cái vai trò giám đốc âm nhạc, được anh Bình Hùng tin tưởng. Thì hai anh em cũng có bàn thảo nhiều, tại vì thật sự là cũng ưu tư chương trình Duyên dáng Việt Nam là một chương trình rất là uy tín, một cái thương hiệu lớn, và luôn luôn những người đi sau, những người làm sau lúc nào cũng có một cái áp lực là làm sao để giữ được cái tinh thần, cái hồn và cũng làm được cái mới mẻ ở trong đó. Thì âm nhạc cũng đóng một phần trong vấn đề dàn dựng, góp phần vào đó. Thành ra là anh Hùng cũng cẩn thận. Anh Hùng chính là người biên tập và ngồi lại với tôi để bàn cũng khá là nhiều để làm sao truyền tải được nhiều cái nội dung. Trong đó cái chủ đề tuy cũ nhưng mà nó rất là phong phú, không bao giờ cũ, rất sử dụng rất nhiều, nhưng mà cái mới, các bạn sẽ thấy những cái nét mới ở trong âm nhạc, trong dàn dựng, để thể hiện được bốn mùa, để thể hiện được cái tình cảm. Âm nhạc nó vẫn mang màu sắc có dân tộc, có đương đại, và nó có cũ, có mới, nó lột tả được toàn bộ cái nội dung bốn mùa xuân hạ thu đông và lại xuân lại đến. Thì cũng hy vọng rằng chương trình nói chung, âm nhạc nói riêng sẽ làm cho quý khán giả của Duyên dáng Việt Nam 30 thật sự là hài lòng và có nhiều cái nhìn nhận khác với cái ekip này. Xin cảm ơn. Anh Thái Quân hát câu đi. Sao tự nhiên căng cứng vậy trời? Thôi để cho ca nghệ sĩ hát chắc hay hơn nữa. Dạ, xin được cảm ơn. Thái Quân sẽ trở thành một cái vai trò lần đầu tiên trong Duyên dáng Việt Nam lần thứ 31 đó quý vị ạ. À. Xin được cảm ơn đạo diễn giám đốc âm nhạc Thái Quân. Anh với lại sao anh lại né em vậy? Với lại bây giờ mình chỉ dùng với lại một tư cách của một thành viên trong ekip thôi. Anh nghĩ điểm nhấn của Duyên dáng Việt Nam năm nay là trong phần nào? Theo anh, cuộc trả lời hết sức cá nhân thôi. Thì theo cá nhân thì chương trình đó rất là nhiều điểm nhấn và sẽ chia đều trong suốt chương trình. Không, mình cũng phải có cái gì trọng tâm chứ anh Hùng hả? Anh có thể chia sẻ nhỏ, ở đây đâu có ai biết, đâu có hai anh em mình biết à. Thì theo mình thì nghĩ là mùa đông sẽ là một điểm nhấn trong chương trình của mình. Tại sao? Thì mùa đông nó lạnh thì dễ nhấn. Xin lỗi quý vị, anh đây là xin giới thì một người rất là quan trọng trong cái chương trình này, và cũng như là lần đầu tiên. Không, anh Vũ thì tham gia rất là nhiều cái chương trình Duyên dáng với tất cả cái ekip dàn dựng cũng như các đạo diễn khác. Nhưng mà lần đầu tiên tôi giao cho anh Vũ với vai trò là giám đốc hình ảnh, và tôi yêu cầu anh Vũ rất là cao. Anh Vũ có một cái làm việc thì rất là hăng say, nhưng mà khi mà đứng trước công chúng hay là phát biểu thì anh rất là e lệ. Và giờ tới tôi cũng nói thêm với anh Vũ là ngoài cái mùa đông là cái mùa sâu lắng, mùa tự tình, cái mùa chính mùi của con người, thì anh Vũ cũng đã xử lý về mặt hình ảnh. Linh hồn của tôi thì tôi giao cho anh Thái Quân, còn hình ảnh cái vẻ bề ngoài để đưa đến với khán giả gần hơn diễn giả và thăng hoa hơn trong cái chương trình dáng lần thứ 30 này, tôi mạnh dạn tôi giao cho anh Thái Vũ. Những người đứng sau lưng tôi tuy rất trẻ về mặt tuổi đời nhưng mà tuổi nghề thì không trẻ. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn rất nhiều tất cả những người bạn của tôi, những người đã cộng tác với tôi và chấp nhận đứng sau lưng tôi với một tính cách rất là, cũng nói như anh Huy Nguyễn là tôi rất là bất thường hay là dị thường, nhưng mà người ta chấp và đưa đến cái sự mong rằng là chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 30 sẽ thành công và nhận được rất là nhiều sự ủng hộ cũng như thương yêu của tất cả khán giả và của quý vị. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn đạo diễn Minh Hùng. Vậy thì với vai trò là một tổng đạo diễn thì Hà xin được anh chỉ đạo, Hà đặt một câu hỏi và anh chỉ đạo đến một trong các anh ở đây. Ngoài anh Vũ đã chia sẻ về cái điểm nhấn thì hiện tại là với những cái chương trình ca nhạc rất là cũng rất là nhiều rồi,
thì làm điều gì để tạo được sự khác biệt, để thu hút được những khán giả đến xem đến cuối chương trình nè, và sau đó thì sẽ khán giả sẽ biết đến nhiều hơn và yêu quý nhiều hơn để chúng ta tiếp tục ra những Duyên dáng Việt Nam 31, 32 tiếp nữa. Tôi cũng xin thưa với tất cả các bạn cũng như là Hà, và đặc biệt là chỗ anh Huy Nguyễn đó, tới giờ này tôi vẫn bảo luôn một cái kiến là cho tôi giữ những cái gì tôi đong đầy và có những cái gì gọi là cảm xúc đột phá. Chứ giờ tôi nói hết thì là sẽ mất ra hai, ngày mai sẽ lên sóng thì đó. Nhưng mà tôi cũng trở lại đó, tôi rất là thích, tôi tóm gọn một cái là Duyên dáng Việt Nam lần thứ 30, bốn mùa và em. Đó là đối với chúng tôi, từ kênh dép, từ thực hiện và từ suy nghĩ và từ quyết định, chúng tôi đều là những cái lần đầu tiên. Và tôi cũng nhân ở đây, thì giờ tôi cũng đã nói rồi, tôi không thích nó nhiều nữa, là Phó, đây là cái người rất là gần gũi với tôi, cái người rất là chịu áp lực rất là nhiều, là phải giải quyết tất cả các công việc cho tôi được thăng hoa hơn. Đây là tôi xin giới thiệu Phó đạo diễn của tôi, đạo diễn Nghi Tuấn. Có vẻ như giống như là Phó đạo diễn Nghi Tuấn hơi bị nhút nhát nè. Em xin mời anh cầm bính lên chút xíu. Anh có thể gửi lời chào đến khán giả của fanpage Duyên dáng Việt Nam được không ạ? Xin thay mặt ekip thực hiện chương trình kính gửi đến quý khán giả của Duyên dáng Việt Nam lần thứ 30 lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, và hy vọng rằng quý vị sẽ có một chương trình Duyên dáng 30 thật ấn tượng, thật sâu sắc và đáp lại cái lòng tin yêu của mọi người đối với Duyên dáng Việt Nam. Thật sự là thấy các anh ở đây có thể đang giao lưu cùng với khán giả có thể thông thả một tí, nhưng mà ở trong đó thì Hà cũng đã vào hậu trường, đã thấy các anh rất là sốt sắng, rất là nhiều, quá nhiều vấn đề ở trong đó, thì anh có thể chia sẻ hơn là ở trong đó hiện tại là đang không khí như thế nào được không ạ? Và sự chuẩn bị của mọi người bao nhiêu ngày nay là như thế nào được không ạ? Không khí làm việc thì lúc nào cũng vậy, không riêng gì Duyên dáng mà đối với tất cả chương trình thì khi anh em đã cùng làm việc, đã cùng hợp tác thì anh em tôi làm việc hết mình, làm việc với tất cả tinh thần trách nhiệm cao nhất, những điều mong muốn đem tới một cái chương trình nghệ thuật mà đáp ứng được cái tình yêu thương cũng như là sự thưởng thức của quý khán giả, và cái đó là cái lửa nghề, cái lửa nhiệt tình của tất cả các bộ phận, không riêng về ekip mà kể cả hậu đài, anh em kỹ thuật, từ những bộ phận nhỏ nhất phục trang, đạo cụ, cảnh trí, chương trình thành công là có sự đóng góp chung của tất cả các bộ phận, và chúng tôi đã gom được cái ngọn lửa nghề đó để đem đến Duyên dáng Việt Nam lần thứ 30. Vâng, và một lần nữa thì Ma Thanh Hà xin được thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn đạo diễn Minh Hùng, xin được cảm ơn các anh em đã góp mặt trong buổi hôm nay để cùng chia sẻ với quý vị khán giả biết thêm về sự chuẩn bị của các anh dơm Duyên dáng Việt Nam ngày mai, sắp ngày mai. Và Ma Thanh Hà tin chắc là với sự hăng say đam mê mình và những cống hiến của các anh, cũng như là khi mà Hà thấy được những hậu trường của các anh đã vất vả như thế nào, cũng đã tạo những cái điều mới lạ như thế nào, thì Hà tin chắc là và hy vọng là Duyên dáng Việt Nam tối ngày hồi mai sẽ thật là thành công, sẽ được khán giả thật là yêu quý. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh. JAN 115 Hospital has officially come into operation and open for patient admission from 26th September 2018. With a total area of 15.253 3m², JAN 115 Hospital was designed by Kumi Asia Japan under the consult of Global Health Services Network, America, in accordance with international standards. Having a total of 367 beds, with the average investment value about $163,000 per bed, JAN 115 Hospital is a general hospital with numerous specialty services, including cardiology, neurology,
stroke, endocrinology, traumatology, and orthopedics, physiotherapy, rehabilitation. JIAN 115 Hospital is equipped with an advanced medical equipment system and a team of highly trained and qualified doctors and specialists. Tôi là hạt cà phê năng lượng sinh ra từ vùng núi thiêng, hàng ngày hấp thụ năng lượng đất trời. Tôi được tạo tác từ tinh khí và đám mây của những chuyên gia hàng đầu, với công nghệ hiện đại và bí quyết nguyên thủy phương đông để trở thành những cà phê năng lượng đặc biệt, không chỉ mang đến hương vị tuyệt hảo mà còn giúp kích hoạt nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong con người bạn. Hãy dùng cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend và thiền định bên những cuốn sách quý đổi đời để khơi dậy nguồn năng lượng giúp bạn đi đến giàu có và hạnh phúc đích thực. Trung Nguyên Legend, cà phê năng lượng, cà phê đổi đời. Tại sao cà phê là năng lượng giúp ta tỉnh thức? Tại sao cà phê là năng lượng giúp ta sáng tạo? Tại sao cà phê là năng lượng giúp ta đổi đời? Hãy dùng cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend và thiền định bên những cuốn sách quý đổi đời để giúp bạn đi đến giàu có và hạnh phúc đích thực. Trung Nguyên Legend, cà phê năng lượng, cà phê đổi đời. Gần 30 tỷ viên nén cà phê đã được bán ra. Người Úc dùng 3 triệu viên nén cà phê mỗi ngày. Cứ mỗi 60 giây, người ta lại thải ra môi trường khoảng 13.500 viên nén cà phê. 25.500 tấn rác thải viên nén cà phê trên toàn cầu. Phải mất đến 150 đến 500 năm để phân hủy viên nén cà phê. Thế giới không thiếu cà phê, nhưng cần những giải pháp và cách thức tiêu dùng mới có trách nhiệm nuôi dưỡng và bảo vệ tinh cầu. Được sự dẫn dắt của nhà sáng lập, chủ tịch, tổng giám đốc Đặng Lê Nguyên Vũ, cùng với tình yêu, niềm đam mê cà phê và hơn 22 năm nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, kinh tế, trào lưu thưởng lãm cà phê trên toàn cầu, các chuyên gia Trung Nguyên Legend nhìn thế giới cà phê qua ba nền văn minh cà phê: văn minh cà phê thiền, văn minh cà phê Roman, văn minh cà phê Ottoman. Kết hợp các công nghệ hiện đại bậc nhất, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tạo tác nên hệ sản phẩm năng lượng viên nén cà phê rang xay Trung Nguyên Legend, đặc biệt, khác biệt, duy nhất, có khả năng bảo quản độc lập và hoàn toàn thân thiện với môi trường. Các đặc tính vượt trội của công nghệ viên nén bio, nguyên liệu được tuyển chọn từ những vùng tốt nhất thế giới. Bí quyết huyền bí phương Đông, dây chuyền công nghệ hiện đại được nhập trực tiếp từ châu Âu, chất lọc những tinh hoa của ba nền văn minh cà phê. Cà phê viên nén đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ sinh học, có khả năng ngăn 99% khí oxy xâm nhập vào sản phẩm. Đồng thời, dòng máy Legendera được thiết kế riêng cho viên nén cà phê rang xay Trung Nguyên Legend cũng có thể dùng cho các loại viên nén cà phê khác. Viên nén cà phê rang xay Trung Nguyên Legend, năng lượng của những phút giây xuất thần. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới trò chuyện với lại tổng đạo diễn Minh Hùng cùng ekip dàn dựng và những vũ đoàn. Và ngay bây giờ thì Hà xin mời quý vị cùng xem đoạn clip sau đây để xem có cái nhìn cận cảnh về những sự hoạt động vào những ngày cận giờ gặp mặt với quý vị qua đoạn clip sau đây quý vị nhé. Ra để em còn nhận giờ luôn.
Cái bài này nghe ơi, cái bài này là đang vô cái cô này đang đi bằng lan ở đang vô bắt cái người ngồi qua bên kia nghe hết lên nhã rồi kìa, đổi chỗ luôn bước đi chân trời ông nhà ngã ngồi đó đẹp rồi nhá, cà phê đúng rồi bồi hồi. Tôi chờ nơi đây chuyến xe về xuôi, nghe mùi cà phê. Tôi xa nơi đây đã bao năm rồi, đêm sông đau đớn nắng vui bận người. Đêm em vừa rơi bóng chuyến, xưa em đâu ca. Nghe âm thanh xưa nhớ như lên men từ lâu chiến biên. Cô hàng cà phê lúc xưa thư sinh, khách đợt làm xa để chơi làm quen. Hy vọng thì sau đoạn clip vừa rồi quý vị cũng sẽ có cái nhìn cận cảnh hơn về những phần tiền kỳ của chúng tôi để mong muốn gửi đến cho quý vị những tiết mục được đầu tư thật là chỉnh chu, thật là hành tráng và đẹp mắt nhất. Và ngay bây giờ thì Hà xin được đọc tên những vị khán giả đã có những câu hỏi thú vị trong ngày hôm qua, những chiếc vé mời để xem Duyên dáng Việt Nam quý vị nhé. Xin được chúc mừng hai vị khán giả có tên, khán giả Annie Trần và khán giả Nguyễn Vi đã sở hữu hai chiếc vé để xem Duyên dáng Việt Nam 30. Đây là một chiếc vé có thể nói rất là sang trọng trên tông trắng và chữ tông đen và chữ trắng phải không ạ? Quý vị thấy sao với lại những chiếc vé này? Và ngày hôm nay thì những khán giả có những câu hỏi thú vị thì tối nay ban tổ chức của chúng tôi cũng sẽ công bố những gương mặt được tặng hai chiếc vé mời để xem Duyên dáng Việt Nam vào tối mai quý vị nhé. Và hy vọng là với những sự chia sẻ trò chuyện vừa rồi thì quý vị cũng sẽ biết hơn về những sự hoạt động của ban tổ chức đã có những vất vả như thế nào để gửi đến quý vị những tiết mục thật là đẹp mắt nhất, và hy vọng trong chương trình ngày mai sẽ được khán giả đón nhận và thành công rực rỡ. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những hình ảnh hậu trường trước giờ tối mai quý vị nhé. Và một lần nữa thì Mai Thanh Hà xin được cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc quý vị có một buổi tối thật là nhiều niềm vui.